Lại nói, sau khi Trung Nhạc nghe Dư Bá Xuyên nói xong, hắn trầm mặc suy nghĩ. Toại Hoàng sáng tạo ra phương pháp tu luyện ngũ đại bí cảnh. Phục Khí Thị sáng tạo ra phương pháp tu luyện nhật nguyệt song linh. Tới giai đoạn cuối Phục Khí Thị mở ra bí cảnh thứ 6, từ đó xác định con đường tu luyện của Kim Sa Đại Vương. Đi theo con đường đó tu luyện tuy có vất vả, tuy có nguy hiểm, thế nhưng cuối cùng cũng có thể đạt được thành tựu cực cao, không thua kém các bậc tiên hiền. Thế nhưng muốn vượt qua các bậc tiền bối thì thực sự quá khó, gần như là không thể. Trung Nhạc giờ bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này là vì hắn phát hiện ra chỉ một ngục giới đã có nhiều cường giả như vậy. Canh Vương gia thần thông quảng đại, Dư Bá Xuyên cao thâm khó lường, hai vị cường giả này hắn đều khó lòng mà vượt qua, huống hồ là ở các giới khác, huống chi là 3000 lục đạo giới đây. Hơn nữa, trong 3000 lục đạo giới còn có một Tử Vi Đế Tinh, Tử Vi Đế Hoàng. Thử tính xem sẽ có bao nhiêu cường giả đáng sợ như Canh Vương gia và Dư Bá Xuyên đây. Muốn nổi bật hẳn lên giữa các cường giả này, trở thành vô địch thực sự quá khó. Chỉ khi ra khỏi con đường của tiền bối, vượt qua cực cảnh mới có khả năng thắng được họ. Có lẽ tiên thiên chân hồn của ta cũng là một con đường. Trung Nhạc tim khẽ rung lên, tiên thiên chân hồn là tuyệt học hắn sáng tạo ra, dùng hồn phách thay thế linh trở thành chủ đạo của nguyên thần. Nếu thức tỉnh được chân hồn thì hắn có thể vượt qua cực cảnh của chân linh cảnh. Cũng có thể trong tương lai, tiên thiên chân hồn sẽ trở thành một cực cảnh khác, được luyện ký sĩ thế hệ sau tu luyện. Hai người lặng lẽ uống trà, mỗi một người một suy nghĩ, đều cảm thấy việc nổi lên trong 3000 lục đạo giới là việc vô cùng khó khăn. Dư Bá Xuyên tuy mạnh, thế nhưng cũng có điều hắn lo lắng, sợ gặp một luyện ký sĩ cũng tu luyện lục đạo luân hồi công pháp từ nhỏ như mình. Còn Trung Nhạc, ngoài việc muốn thức tỉnh tiên thiên chân hồn ra, thì việc khiến cho hắn đau đầu nhất chính là nâng cao Phục Khí huyết mạch. Một lúc sau, Dư Bá Xuyên hỏi: Trung Tả Thần đã gặp Thục Dạ rồi chứ? Trung Nhạc lắc đầu: Hắn không ra gặp ta. Người không gặp hắn cũng tốt, hắn là đệ tử của Thượng Thiên Vương. Thượng Thiên Vương cài hắn ở ngục giới làm tay mắt của mình. Dư Bá Xuyên cười nói: Thục Dạ có chút nhỏ nhen, động vào hắn thì khó ăn khó nói với Thượng Thiên Vương. Trung Nhạc nhìn hắn cười nói: Thục Dạ là đệ tử của Thượng Thiên Vương thì ngươi là đệ tử của ai vậy? Dư Bá Xuyên mỉm cười: Thà đến từ thiên giới. Tinh thần của hắn khẽ động, truyền âm nói: Ta để lộ lục đại luân hồi công pháp, sợ rằng bị Thượng Thiên Vương và ngục giới giới chủ chú ý, nên nói ta từ thiên giới đến, để họ ném chuột sợ vỡ bình quý, không dám động đến ta. Trung huynh, ta hỏi lại ngươi, ngươi cũng có thể nói từ thiên giới xuống, như vậy thì tính mạng của chúng ta có thể bảo toàn. Trung Nhạc hiểu ra, lúc này mới hiểu tại sao hắn ta tự nhiên lại nhắc tới Thục Dạ, thì ra là muốn từ Thục Dạ nói sang xuất thân của mình. Dư Bá Xuyên nói mình từ thiên giới tới, chắc chắn là một thế gia của thiên giới, chấn nhiếp Thượng Thiên Vương và ngục giới. Sau khi rời khỏi cổ địa vực thần tàng, Thượng Thiên Vương và ngục giới giới chủ mới không ép hỏi công pháp của hắn hoặc giết người giành công. Trung Nhạc cũng đối mặt với chuyện tương tự, hắn giết con của ngục giới giới chủ chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu Trung Nhạc nói mình cũng tới từ thiên giới, thì ngục giới giới chủ muốn động tới hắn cũng sẽ phải suy tính. Dư Bá Xuyên quả nhiên hỏi lại: Trung Tà Thần là đệ tử của ai vậy? Trung Nhạc mỉm cười: Ta là nhân tộc, thì có xuất thân gì lớn lao đâu. Dư Bá Xuyên hơi nhíu mày, truyền âm nói: Tại sao Trung huynh lại nói như vậy? Trung Nhạc cười: Ngươi yên tâm, ngục giới giới chủ không dám trả thù ta đâu. Dư Bá Xuyên bán tin bán nghi, hai người cùng nhau giao lưu trao đổi kiến giải của họ về lục đạo luân hồi. Mỗi người đều có điểm độc đáo riêng. Trung Nhạc từng thăm ngộ lục đạo luân hồi đại đạo của vị ngục giới giới chủ, gần như luyện thành một đại đạo hoàn chỉnh. Còn Dư Bá Xuyên từ nhỏ đã tu thành lục đạo luân hồi công pháp, cũng có rất nhiều lĩnh ngộ riêng. Qua nửa tháng, Trung Nhạc đột nhiên tâm thần chấn động, bên tai vang lên bài Tiên Thiên Thần Giao mà Thần Hậu Nương Nương truyền thụ, đồng thời cũng có các loại tiếng tế tự, đủ mọi loại diệu âm truyền tới. Cảm thấy đại đạo đồ đằng của lục đạo luân hồi của hắn sắp viên mãn, hắn vội vàng cáo từ. Dư Bá Xuyên tiễn hắn đi, Trung Nhạc nhanh chóng trở lại ca giới, tìm tới cung điện dưới đáy biển ở ca giới, không kịp đi gặp Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi, liền lập tức bế quan. Chuyến đi lần này của hắn gặp mặt và giao lưu với Bệ và Ngạn, Lịch Thiên Hành cùng Dư Bá Xuyên đều có thu hoạch, vốn dĩ đã có cảm ngộ không ít,
sau đó tiên thiên thần giao mà thần hậu nương nương truyền thụ không ngừng vang lên trong đầu của hắn. Cuối cùng, lục đại luân hồi đại đạo của hắn cũng sắp viên mãn. Nếu đại đạo viên mãn thì hắn có thể tìm lại được chân thân, tìm lại tu vi pháp lực kiếp trước. Quan trọng hơn là Trung Nhạc còn có thể tìm lại được tu vi của hồn phách của mình. Bên trong cút giới, linh hồn của hắn được luyện cường đại, dị thường. Chỉ còn cách nửa bước chân là tới tiên thiên chân hồn, thức tỉnh. Nếu cộng thêm tu vi thành tựu của hồn phách kiếp trước thì chưa biết chừng có thể đột phá, đánh thức chân hồn, vượt qua được cực cảnh như Dư Bá Xuyên nói. Trong ca giới, thời gian trôi rất nhanh, hết năm này tới năm khác qua đi, nháy mắt đã trăm năm trôi qua. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ đều lần lượt tu luyện thành bất tử chi thân, thậm chí Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà cũng đã xuất quan. Họ nhận được lợi ích rất lớn từ chỗ thần hậu nương nương, được truyền thụ rất nhiều công pháp thần thông. Thần hậu nương nương vừa dạy vừa chơi, họ học cũng rất vui vẻ. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà dường như được lột xác, căn cơ bất ổn trước kia trở nên vững vàng, dường như ổn định hơn cả luyện khí sĩ đã mở lục đại luân hồi. Tiên Thiên Thần có phải mở lục đạo biết cảnh không vậy? Tiên Thiên Thần vừa sinh ra đã là thần, tại sao còn phải mở nguyên thần biết cảnh đấy? Thần hậu nương nương cười nói, tại sao Tiên Thiên Thần lại không như vậy? Tại sao Tiên Thiên Thần nhất định phải mở biết cảnh? Lục đạo biết cảnh chỉ là sáu không gian trong cơ thể kích phát năng lượng vốn ẩn trong linh hồn. Nếu không cần mở lục đạo biết cảnh cũng có thể kích phát năng lượng trong linh hồn thì hà tất phải mở lục đạo biết cảnh nữa đấy? Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà nghe nửa hiểu nửa không. Khâu Cấm Nhi đột nhiên mắt sáng trưng vội nói, có một vị tiền bối truyền thụ cho ta đại nghịch hành phạt thiên kinh, hình như cũng là đạo lý này. Thần hậu nương nương hứng thú nói, vậy nói nghe thử xem. Khâu Cấm Nhi nói một lượt về đại nghịch hành phạt thiên kinh của tạo vật chủ Hà Lan. Thần hậu nương nương suy diễn một hồi rồi lên tiếng nói, đó là pháp môn hậu thiên nghịch chính tiên thiên, đã là rất không tồi, chỉ là còn chưa đạt tới đỉnh cao, ta giúp ngươi sửa lại một chút vậy. Nàng chỉnh sửa lại đại nghịch hành phạt thiên kinh rồi truyền thụ cho Khâu Cấm Nhi, sau đó nhìn sang Quân Tư Tà nói, nàng ấy có đại nghịch hành phạt thiên kinh, còn có quan tưởng đồ của tộc ta, người không có công pháp như vậy vẫn có thể tu luyện tới mức này thật là hiếm có. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi Địa Mẫu Hoàng Đạo Kinh, nhưng ngươi là thủy diệu linh thể, môn công pháp này có chút không thích hợp với ngươi, sau này có lẽ ngươi phải thay đổi một chút. Quân Tư Tà mừng rỡ vội vàng bái tạ. Trong 100 năm Trung Nhạc luôn bế quan không ra ngoài, Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà cũng bế quan tu luyện, lại qua hơn chục năm nữa càng ngày càng gần với ngày rời khỏi thần tàng của địa vực, Trung Nhạc vẫn đang bế quan. Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà đều xuất quan, thấy Trung Nhạc vẫn không ra thì không khỏi sốt ruột. Hôm nay Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà tới chỗ Trung Nhạc bế quan kiểm tra thì nhưng vẫn đóng cửa, Trung Nhạc vẫn bế quan, chỉ có một vị thiếu niên cao lớn chắp tay sau lưng đứng bên hồ trong hoa viên lặng lẽ nhìn long ngư trong hồ. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà nhìn bóng lưng của vị thiếu niên đó có chút mê đắm. Trung Nhạc quay lại nhìn hai người cười bình thản một cái. Gió nhẹ thổi tới, cánh hoa tung bay, có cánh hoa đáp xuống bờ hồ, có cánh hoa rơi vào khóm hoa, có cánh hoa rơi xuống nước dẫn cá tới. Ta trở lại rồi, Trung Nhạc mỉm cười nói. Hai nữ tử nhìn đến say đắm, thiếu niên Trung Sơn Thị vẫn giống chàng trai mới khi rời khỏi hội tổ tinh, ánh mắt vẫn sáng như trước, nhưng vẫn không che giấu được những trải nghiệm tăng thương chứa đầy trí tuệ lắng đọng. So với thọ mệnh của luyện khí sĩ, giờ hắn vẫn là thiếu niên, nhưng đã trải qua 260 năm, không thể nào lại không lắng đọng trí tuệ. Sáu quầng sáng phía sau đầu của hắn từ từ chuyển động, bàn cổ thần nhân ngồi trong đạo nhất luân, giang sáu cánh tay đưa sáu quầng sáng. Sáu quầng sáng này được tạo thành từ đồ đằng văn cực nhỏ và vô cùng phức tạp, nhìn từ xa chỉ thấy các điểm sáng, vô số điểm sáng tạo thành sáu quầng sáng. Một dải đen trắng đan xen quấn quanh sáu quầng sáng rồi quàng qua trên hai vai của hắn xuống dưới xương sườn. Hai đầu của dải đen trắng đó lơ lửng phía lưng của hắn. Trung Nhạc hiện nay không giống như luyện khí sĩ ở dưới phàm trần, mà giống như thần ma cao cao tại thượng, đứng sừng sững bên hồ, tạo cho người ta cảm giác cao lớn hùng vĩ. Hai nàng tiến tới bên cạnh của hắn, ba người đứng bên hồ. Trung Nhạc cảm giác tâm cảnh không linh, cảm giác bình tĩnh như chưa từng thấy. Trong xã hội đầy sự đấu đá hiện nay, cảm giác này thực sự là hiếm có. Hắn bế quan 110 năm, cuối cùng tu thành một lục đại luân hồi đại đạo, tìm lại được nhục thân, pháp lực tu vi kiếp trước.
nhục thân và xương cốt dung hợp thành một thể một cách hoàn hảo. Tu vi tổng thể của hắn hiện nay đã cao hơn 3 phần so với trước khi bế quan, thực lực đại tăng, mạnh hơn trước rất nhiều, khiến căn cơ chân linh cảnh của hắn càng thêm thâm hậu. Nhưng đây không phải thu hoạch lớn nhất của hắn. Thu hoạch lớn nhất chính là hắn còn dung hợp được thành tựu linh hồn của kiếp trước, giúp tiên thiên chân hồn được thức tỉnh một nửa. Tuy tiên thiên chân hồn chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng hắn từng giây từng phút đều có cảm ngộ mới. Tiên thiên chân hồn đồ đằng văn mới liên tục tràn vào trong não, biến thành tri thức của hắn. Nếu tiên thiên chân hồn hoàn toàn thức tỉnh thì hắn sẽ mạnh hơn nhiều so với bây giờ. Chân hồn thức tỉnh khiến cho hồn phách thức tỉnh tiên thiên sẽ tương đương như tiên thiên nguyên thần. Nguyên thần bao gồm linh và hồn, hắn đã thức tỉnh nhật nguyệt song linh, đều tu luyện tới tiên thiên. Nếu thức tỉnh tiên thiên chân hồn nữa sẽ tạo thành tiên thiên nguyên thần hoàn chỉnh, tương đương với 1/5 vị tiên thiên thần, thành tựu đương nhiên không hề nhỏ. Bản lĩnh của tiên thiên thần nếu phân chia căn cứ vào tiên thiên thì ngoài tiên thiên nguyên thần ra còn có tiên thiên huyết mạch, tiên thiên nhục thân, tiên thiên chi khí, tiên thiên đại đạo. Chỉ tu thành tiên thiên nguyên thần thì chỉ có 1/5, mà 4 thứ còn lại tu luyện đều khó hơn tiên thiên nguyên thần gấp nhiều lần. Hơn nữa, cho dù đều luyện thành cả năm thì cũng sẽ không phải tiên thiên thần chân chính, vì tiên thiên thần chân chính không phân biệt linh hồn và nhục thân. Thân thể của họ vừa là nhục thân cũng là nguyên thần. Không làm được điều đó thì không phải tiên thiên thần chân chính, chỉ là gần tới mà thôi. Khí tức của hắn lãng đãng, Khâu Cấm Nhi thì vô cùng dịu dàng, đáng yêu như tiểu muội nhà hàng xóm. Còn Quân Tư Tà thì có khí độ của đại tỷ tỷ. Ba người đứng bên bờ hồ cười nói tựa người một nhà. Gần 100 năm nay, nhân tộc ra khỏi tổ tinh, ngoài Phong Hiếu Trung ra thì chỉ có 3 người bọn họ, họ chỉ có thể dựa dẫm vào nhau. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng tới ngày ra đi, Trung Nhạc liên lạc với Bạch Tương Hải và Ma Tam Thọ, đưa Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà cùng rời khỏi ca giới. Thần hậu nương nương có phải cũng định rời đi hay không? Trung Nhạc hỏi, thần hậu nương nương cười. Các ngươi cứ đi đi, ta sẽ theo sau. Ở đây tuy tốt, thế nhưng đâu có thú vị bằng bên ngoài kia đâu. Trung Nhạc yên tâm, có thần hậu nương nương, ngục giới giới chủ cho dù có cường hãn như thế nào cũng không dám lộng hành. Đột nhiên hồn bài phát sáng, tất cả các luyện khí sĩ đều nhìn hồn bài trong tay của mình, nhìn thấy đồ đằng văn trên hồn bài bay lượn tạo thành vô số cột, hình thành các tòa truyền tống trận cỡ nhỏ hiện lên từ trong hồn bài. Truyền tống trận trong hồn bài đột nhiên khởi động, các dòng ánh sáng truyền tống từ trong cổ địa vực thần tàng bắn về phía cuối truyền tống trận ở cuối thần kiều. Cổ địa vực thần tàng hiện giờ còn hơn 7.000 luyện khí sĩ, 10 phần thì chết mất 9, nhưng dòng ánh sáng truyền tống do hơn 7.000 luyện khí sĩ tạo nên cũng rất hoành tráng. Trung Nhạc nhìn hồn bài trong tay của mình với vẻ nghi hoặc. Hồn bài của tất cả luyện khí sĩ đều phát sáng, hiện ra một tòa truyền tống trận nhỏ. Tại sao hồn bài của hắn lại không có động tĩnh gì đây? Sắc mặt Trung Nhạc hơi biến đổi, đột nhiên lấy ra hơn 2.000 tấm hồn bài trong hồn bài. Đây đều là hồn bài hắn lấy được từ trong nguyên thần biết cảnh của các luyện khí sĩ hắn đã giết. Số hồn bài này đều không phát sáng. Mắt hồn thú trên hồn bài lộ sự chế giễu. Các con mắt của hồn thú nhìn hắn, tất cả đều có vẻ châm chọc như vậy. Trung Nhạc thầm than không ổn. Ta giết con của ngục giới giới chủ Pháp Hoa Sinh. Số hồn bài này đều do ngục giới giới chủ luyện thành, truyền tống tất cả mọi người, thế nhưng chỉ không truyền tống ta. Xem ra hắn vẫn muốn giữ ta lại cổ địa vực thần tàng, đích thân đối phó với ta rồi. Sư ca! Khâu Cấm Nhi kêu lên, bị ánh sáng truyền tống cuốn lấy. Nàng vội đưa tay bám lấy Trung Nhạc nhưng bị cuốn đi mất. Quân Tư Tà, Bạch Tương Hải và Ma Tam Thọ cũng được đưa đi, không kịp đưa hắn cùng đi. Chỉ nghe những tiếng xoẹt xoẹt không ngừng vang lên. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ luyện khí sĩ trong ngục giới đều đã được truyền tống đi về phía cuối thần kiều trong hắc động. Trong cổ địa vực thần tàng chỉ còn lại một mình Trung Nhạc. Sao ngươi vẫn còn ở đây? Thần hậu nương nương đứng bên cạnh hắn tò mò hỏi. Không phải ngươi cũng phải truyền tống đi rồi hay sao? Trung Nhạc hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói. Giới chủ sắp tới giết ta rồi. Nương nương, ta không đủ thực lực rời khỏi cổ địa vực này, có thể nhờ nương nương trợ giúp hay không? Thần hậu nương nương cười nói. Có gì khó chứ? Lúc này bên ngoài cổ địa vực thần tàng, trong ngục giới thần đình, ngục giới giới chủ Pháp Triệu Chân đột nhiên lắc mình. Các pháp vương trong ngục giới thân bất do kỷ bị hắn lôi ra ngoài. Chỉ thấy Pháp Triệu Chân bước chân qua hắc động tiến tới cổ địa vực thần tàng. Cùng lúc đó,
Thượng Thiên Vương cũng đem bắt đại thần tướng dưới trướng của mình cùng họ tới cổ địa vực thần tàng. Pháp Vương, bắt đại thần tướng và chư thần lập tức hợp lực khởi động thần đình chống lại năng lượng luyện hóa làm biến dạng hắc động. Giờ trong ngục giới đã chết hơn 7 vạn 1.000 luyện khí sĩ. Những luyện khí sĩ này đều huyết tế cho thiên địa trong cổ địa vực để giảm tính nguy hiểm trong cổ địa vực, từ đó để cho Pháp Triệu Chân và Thượng Thiên Vương dám vào trong cổ địa vực. Cổ địa vực hung hiểm khó lường, hơn 7 vạn 8.000 luyện khí sĩ không thể tìm hiểu hết cơ duyên và bảo vật trong cổ địa vực. Thực tế là bảo vật họ phát hiện được chỉ như giọt nước trong đại dương. Trong cổ địa vực còn có rất nhiều bảo vật mà cơ duyên tốt hơn, chỉ là quá nguy hiểm, cường giả như Trung Nhạc không thể vượt qua được. Còn Pháp Triệu Chân, Thượng Thiên Vương thực lực khủng bố vô biên, phải chờ đến nguy hiểm giảm mạnh mới nhân cơ hội mà vào cổ địa vực. Hơn nữa, người giết đái tử của ta, lẽ nào ta có thể tha cho ngươi được? Pháp Triệu Chân vài bước là vượt qua trùng trùng không gian vào tới phía trên bầu trời của cổ địa vực thần tàng, tiến tới hướng của Trung Nhạc. Trung Nhạc còn cầm hồn bài của hắn, dù đi tới đâu cũng không thoát được tầm mắt của hắn. Mà có truyền tống Trung Nhạc cũng phải xem tâm trạng của hắn, giờ tâm trạng của hắn rất không tốt. Nhân tộc. Trung Nhạc đứng yên tại chỗ, đột nhiên một giọng nói trầm đục từ đâu vọng tới, giống như sấm rền từ bốn phương tám hướng, chấn động thiên khung. Thần uy đáng sợ từ trên trời giáng xuống, đó là uy của hoàng giả, uy nghiêm của chư thần chi hoàng cao cao tại thượng ập xuống bao trùm mọi thứ. Đột nhiên lại có một luồng thần uy hùng hồn từ trên trời giáng xuống, chỉ nghe lại có tiếng cười. Giới chủ, đã tìm thấy tên ngông cuồng sát hại lệnh lang rồi sao? Trung Nhạc ngẩng lên thì thấy trên không trung có hai thân ảnh cao to hùng vĩ đi ra, quanh người hào quang vạn đạo, kim quang chớ lòa, khiến người khác không thể nhìn thẳng. Trung Nhạc trong số các luyện khí sĩ cũng là người đỉnh cấp, nhưng đối mặt với uy lực của hai vị hoàng giả này cũng bị áp chế, gần như muốn quỳ xuống, không có khả năng phản kháng. Dù sao cũng là giới đế và thiên vương cao cao tại thượng, nhất cử nhất động đều ẩn chứa thiên lý, mỗi hành động đều như thuận ứng đại đạo, dù là tu vi hay cảnh giới đều hơn xa Trung Nhạc. Pháp Thiệu Chân, giới chủ và Thượng Thiên Vương đã giáng lâm. Khí tức của hai vị hoàng giả bao trùm toàn bộ thiên địa, từ từ đi tới. Đột nhiên thấy thần hậu nương nương ở bên cạnh Trung Nhạc, hai vị đều khựng lại. Thượng Thiên Vương nghi hoặc nói: "Giới chủ, nữ tử này tại sao ngài không truyền tống đi vậy?" Pháp Thiệu Chân lắc đầu: "Ta không thấy nàng ta bên trong hồn bài, chưa thấy bao giờ cả. Chắc nàng ta không phải luyện khí sĩ trong ngục giới này." Đột nhiên sắc mặt của hắn kịch biến, thất thần nhìn thần hậu nương nương, người có chút run rẩy. Thượng Thiên Vương sắc mặt cũng kịch biến, dùng mình mấy cái. Hai vị hoàng giả cũng không dám động đậy. Đây là một vị tiên thiên thần. Trong cổ địa vực thần tàng lại có một vị tiên thiên thần. Hai vị hoàng giả đột nhiên hự một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng khí tức khủng bố vô biên ập tới. Thứ khí tức này cao cấp hơn, mạnh hơn giới đế, ẩn chứa tiên thiên chi lý, chi đạo áp chế họ chặt cứng. Trong cơ thể hai vị hoàng giả vọng ra tiếng răng rắc, nhục thân bị ép tới mức nhanh chóng thu nhỏ lại. Không lâu sau, hai vị đã chỉ còn cao 3 tấc, sừng sững đứng đó. "Giới chủ, Thiên Vương, hai người có việc gì không?" Trung Nhạc cúi đầu nhìn hai vị hoàng giả hỏi. Hai vị hoàng giả khó khăn lắm chậm chậm lắc đầu. "Nếu không có việc gì thì vãn bối xin cáo từ." Trung Nhạc mỉm cười. Thần hậu nương nương tâm niệm khẽ động, đưa hắn cùng bay lên trời, biến thành đạo lưu quang bay đi. Nhưng khí tức của nàng vẫn ở lại đó, áp chế hai vị hoàng giả, khiến cho họ gần như không thể động đậy. Ở đây 1 năm là 1 ngày ở ngoại giới. Hai vị hoàng giả đứng đó tới 1 năm mới cảm thấy tiên thiên khí tức tiêu tan, toàn thân không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhìn nhau vẫn còn thấy sợ hãi. Trong ngục giới thần đình, các luyện khí sĩ may mắn sống sót, đợi 1 ngày thì thấy ngục giới chủ và Thượng Thiên Vương cùng nhau trở về, chỉ thấy sắc mặt của hai vị này đều không tốt cho lắm, dường như không lấy được mấy lợi lộc gì từ cổ địa vực thần tàng vậy. Hai vị này khi thấy Trung Nhạc rồi lại thấy thần hậu nương nương ở bên cạnh hắn thì đều không kìm được run rẩy, không dám nói nhiều, lập tức hạ lệnh trở về ngục giới. Sở dĩ họ không ở lại lâu trong cổ địa vực thần tàng chủ yếu là vì sợ thần hậu nương nương đợi ở ngoài xuất ruột sẽ trách tội họ. Khí tức thần hậu nương nương không chấn áp họ nữa không có nghĩa là uy năng của khí tức đã cạn, mà là nàng ấy không còn chấn áp họ nữa thôi, cũng có nghĩa là sự nhẫn nại đã đến giới hạn. Nếu hai vị hoàng giả bọn họ còn tiếp tục ở lại cổ địa vực thần tàng tìm kiếm cơ duyên bảo vật, vị tiên thiên thần này mà nổi giận thì liệu họ có gánh nổi không?
Vì thế sau khi thoát khỏi trấn áp của họ, lập tức quay về, không dám ở lại cổ địa vực thần tàng thêm chút nào nữa. Tính ra cũng đáng thương, hai vị hoàng giả bọn họ đứng tại chỗ một năm trời, còn thần hậu nương nương đợi ở bên ngoài một ngày. Họ còn sợ thần hậu nương nương đợi đến mất kiên nhẫn. Đây chính là khoảng cách thực lực và địa vị. Vị tiên thiên thần này có lẽ là cấp thiên đế, cho dù không bằng thiên đế thì cũng không thua kém là bao. Hai người họ sợ sệt suy đoán. Dọc đường bình an vô sự, ngục giới thần đình bình an bay ra khỏi hắc động, trở lại ngục giới. Ngục giới giới chủ và thượng thiên vương có ý chào hỏi thần hậu nương nương, để tránh nàng ta vì chuyện ở thần tàng của địa vực mà trong lòng có ấn tượng xấu. Thế nhưng cũng biết thân phận địa vị của hắn thua kém quá nhiều, muốn cầu kiến e là cũng không dễ. Hơn nữa, hình như thần hậu nương nương lại khá ưu ái tiểu tử nhân tộc họ Trung kia. Hơn nữa, cũng khá quan tâm hai nữ tử nhân tộc. Quan trọng là tên họ Trung kia nếu không qua được hắn thì muốn cầu kiến vị tiên thiên thần kia có như lên trời. Thượng thiên phương gọi thúc dạ tới. Thúc dạ, quan hệ của ngươi và Trung Nhạc thế nào? Ngươi thay mặt vi sư đi gặp hắn ta. Thúc dạ sắc mặt hơi biến đổi, không dám nói nhiều, chỉ biết liều mình tới phủ đệ của Trung Nhạc tại thần đình. Ngục giới giới chủ sau khi tới thần đình lập tức lệnh cho thần ma đi sắp xếp chỗ ở cho các vị luyện khí sĩ, trong đó 10 người đứng đầu đều có một tòa phủ đệ. Phủ đệ của Trung Nhạc là lớn nhất, xa hoa nhất, thậm chí chỗ của Canh Vương gia cũng không bằng. Thúc dạ tới bên ngoài phủ đệ, bảo cho người truyền tin cho Trung Nhạc. Một lúc lâu sau, từ bên trong có tin truyền ra. Trung lão gia tay cầm hai thanh thần đao, đã mai phục nhân mã xong xuôi. Có Sứ Bất Dịch lão gia, có Đạo Lưu lão gia, còn có Bạch Sư Thúc kìa, Quân Sư Thúc và Câu Sư Thúc. Đợi thúc dạ sư huynh, tớ là sẽ chém ngay. Thúc dạ dùng mình thầm nghĩ bụng. Khi hắn tới gặp, ta đã thầm chuẩn bị huyết tế sinh linh hạ giới để hắn tự chui đầu vào. Giờ hắn cũng làm như vậy. Nếu ta vào, hắn giết ta có lẽ sư tôn ta cũng không dám mở mồm nói gì. Mạng của bản thân mới là quan trọng, vẫn là quay về thì hơn, cùng lắm thì bị chỉ một trận thôi. Hắn quay người đi gặp Thượng Thiên Vương. Thượng Thiên Vương quát mắng một trận, bản thân cũng không dám đích thân đi, bèn lệnh cho bát bộ thần tướng chuẩn bị hậu lễ đưa tới Trung phủ. Bát bộ thần tướng trên đường gặp thần quan đưa lễ vật của giới chủ Pháp Triệu Chân phái đi, hai đoàn người cùng nhau đi tới. Trung Nhạc không từ chối một ai, toàn bộ nhận cả. Hậu lễ của Thượng Thiên Vương và Ngục Giới giới chủ đưa tới đều là kỳ chân dị bảo, tuy không nhiều nhưng đều là đồ quý, chỉ là những thứ này căn bản không lọt vào mắt thần hậu nương nương, toàn bộ đều cho Trung Nhạc hết. Trung Nhạc cất hết số bảo vật này, hơi nhíu mày lẩm bẩm. Sao không đưa tới mấy món hoàng cấp thần binh mà toàn linh châu mỹ ngọc như vậy? Bát bộ thần tướng nghe thế không dám nổi giận, cũng chẳng dám nói, rụt rè nói: gia chủ ta còn có thư, mong quá mục. Trung Nhạc nhận lấy hai bức thư đưa cho thần hậu nương nương. Thần hậu nương nương mở ra đọc, trên đó viết: Phục Ngật Thượng Thần Thính Văn. Thần hậu nương nương ném đi cười nói: chùa lét à, không xem cũng được. Trung Nhạc đi gặp bắt bộ thần tướng, nói lại lời của nương nương. Bắt bộ thần tướng nhìn nhau, đành phải quay về phục mệnh. Nhưng Thượng Thiên Vương nghe thế thì lại thở phào cười: tính mạng ta giữ được rồi, vị tiên thiên thần này đều không thèm nhìn tới lễ vật và thứ của ta, hẳn là cũng không thèm lấy mạng của ta. Trong mắt tiên thiên thần, ta chẳng đáng nhắc tới. Ngục giới giới chủ cũng thở phào nghĩ bụng: cuối cùng tính mạng cũng giữ được rồi, chỉ cần không động vào nàng ta thì ta cũng sẽ không phải lo về tính mạng. Còn cái tên họ Trung kia thì kệ hắn vậy, dù sao con ta cũng rất đông, vì hắn đánh chết một hai đứa cũng không sao cả. Nếu hắn còn chưa hết hứng, để cho hắn đánh chết vài đứa nữa cũng có sao đâu. Hai vị thần hoàng yên tâm, Thượng Thiên Vương trở về thiên đình phục mệnh. Ngục giới giới chủ Pháp Triệu Chân cũng cho người tới thiên đình báo cáo với giới đế danh sách 10 người vào ngục giới. Mọi việc bình lặng, chỉ đợi thiên đình truyền tin tới lúc nào tỉ thí lục đạo giới. Từ 60 vị luyện khí sĩ đã chọn ra 10 người mạnh nhất. Trung Nhạc chi lễ vật mà hai vị thần hoàng đưa tới cho Sứ Bất Dịch và Lục Đạo Lão Nhân, Quân Tư Tà và Bạch Tương Hải, ngay cả Ma Tam Thọ cũng có phần, còn hắn chỉ giữ một viên minh châu to bằng ngón tay. Lễ vật của Thượng Thiên Vương và Ngục Giới giới chủ đưa tới không phải vô dụng, thế nhưng chủ yếu đều nhằm vào tâm thái của nữ tử, nên tác dụng của hắn cho hắn không nhiều, cùng lắm chỉ khiến cho nữ hài tử vui mừng. Mấy ngày sau, Quân Vô Đạo lệnh cho người tới mời. Trung Nhạc mừng rỡ vội tới chỗ của vị cô nương đó. Quân Vô Đạo đã lấy y phục ra đợi từ lâu.
nữ tử này vẫn ăn mặc kiểu nam tử. Nàng cười nói, thật may mắn, ta đã luyện xong bộ y phục của Trung Tà Thần. Tà Thần, xem có vừa không? Trung Nhạc bỏ ra nhìn, thấy bên trong là lớp lót, bên ngoài là hoa văn nhật nguyệt, có rồng giữa nhật nguyệt, dùng kim tơ tạo thành hình thái thần long. Đúng là thiên y, không chút tỉ vết, tìm không thấy chút dấu vết cắt ghép nào. Ngoài ra, còn có một đôi ủng, dùng vân khí luyện thành đế, dùng gia hiêu, thần làm thân ủng, cũng không tìm thấy bất cứ chỗ nối nào. Quân Vô Đạo quay người rời đi nói, ta đi lấy áo choàng tinh hồng, ngươi cứ thay y phục, sau khi thay xong ta sẽ tới xem. Trung Nhạc cởi bỏ bộ y phục cũ, mặc bộ mới lên người, lấy tấm gương bằng vải ra soi, vô cùng hài lòng. Không lâu sau, Quân Vô Đạo đem áo choàng tới, vào trong điện, mắt không khỏi sáng lên, chỉ thấy một vị thiếu niên cao lớn, ngọc thụ lâm phong, dáng người tuyệt đẹp, lông mảnh như kiếm, ánh mắt sáng như trăng sao, đúng là một hậu sinh tuấn lãng. Trung Nhạc khoác áo choàng lên, cài cúc xong, chỉ nghe xoẹt một tiếng, áo choàng tinh hồng bay lên, phía sau hắn hiện lên một vầng mặt trời màu kim. Áo choàng bay vào trong vầng mặt trời, còn vị thiếu niên này đứng phía trước mặt trời, áo choàng phấp phới. Ta có đẹp trai không? Trung Nhạc vô cùng sung sướng, liền hỏi thiếu nữ kia. Quân Vô Đạo nhìn đến chố mắt, Trung Nhạc đi đôi ủng tường vân đăng thiên, người mặc nhật nguyệt vân long bào, một tấm áo choàng, một vầng mặt trời, thực sự đẹp tới khó tả. Nghe hắn hỏi, thiếu nữ mặt ửng đỏ nói, mặt đầy máu. Trung Nhạc cười ha hả, cúi người cảm ơn. Ngươi làm thêm một đôi ủng, hay là ta chuyển cho ngươi một môn thần thông nữa vậy? Quân Vô Đạo lắc đầu, ủng coi như quà tặng, nếu không ngươi mặc y phục áo choàng do Thiên Lăng thần tộc ta làm mà chân lại đi giày có, thì Thiên Lăng thần tộc ta mặt mũi để đâu đây? À đúng rồi, bộ y phục này có thể ẩn có thể hiện, ngươi tế luyện cho kỹ vào, chỉ cần tâm niệm động là chúng có thể ẩn vào trong nhục thân của ngươi. Trung Nhạc cười, tuy là tặng nhưng đây cũng vẫn là chuyện làm ăn, cũng được thôi, ta có viên minh châu này tặng cho ngươi, coi như trả công làm ủng. Nói rồi Trung Nhạc lấy viên minh châu từ chỗ Thượng Thiên Vương đưa tới tặng cho Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo thấy viên minh châu này màu sắc lộng lẫy tựa như bầu tinh không, trong lòng rất thích thú, liền nhận lấy cười nói, ta vốn định cho ngươi một vố làm ngươi xấu mặt, hiếm khi ngươi lại tặng ta một món đồ tốt như vậy. Ta cho ngươi biết một điều quan trọng, nhớ là bên trong phải mặc nội y, nếu không khi ngươi ẩn y phục rồi thì sẽ chẩn như nhộng ra đấy. Nàng thật sự khó mở lời, Trung Nhạc hiểu ý liền cười, ta hiểu, đúng là Vô Đạo sư tỷ, ngươi có thể làm cho ta một bộ nội y được nữa không? Nội y sao? Quân Vô Đạo không hiểu, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, mặt đỏ bừng, mắng một câu lưu manh rồi quay người bỏ đi. Một lúc sau, mấy nha đầu cầm chổi tới quét nhà tiễn khách, đẩy thiếu niên Trung Thư Thị ra ngoài. Bảo nàng ấy luyện trong bộ nội y, có thể ẩn, có thể hiện, đúng là hơi lưu manh một chút rồi. Nói đi thì cũng phải nói lại, ta không thích quần lót cho lắm, xem ra sau này là phải mặc rồi. Trung Nhạc thầm nghĩ bụng. Mấy tháng sau, Thiên Đình truyền tin tới, lệnh cho các luyện khí sĩ đã được chọn từ các giới tới thượng giới chuẩn bị tỉ thí, chọn ra người chiến thắng đấu với cường giả ở 3000 lục đạo giới giành vị trí xếp hạng. Thiếu niên Phục Khi Thí, ta không theo ngươi nữa đâu, hai cô vợ bé nhỏ của ngươi ta cũng sẽ đưa đi cho ngươi. Thần Hậu Nương Nương đưa Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà rời đi, nhìn Trung Nhạc cười, bọn ta tới Tử Vi Đế Tinh, Tử Vi Tinh Vực đợi ngươi. Trung Nhạc ngạc nhiên nhìn họ rời đi. Ngục giới giới chủ triệu tập Trung Nhạc, Bệ, Ngạn, Canh Vương gia, 10 vị luyện khí sĩ tới lên tiếng nói, lần tỉ thí này giới đế cũng cực kỳ xem trọng, vì thế sẽ đích thân tới quan chiến, các thiên chủ, giới chủ, các vị thần hoàng, ma hoàng đều được mời tới. Trận chiến này liên quan tới danh tiếng của ngục giới ta, không được làm suy giảm uy phong của ngục giới ta. Ngày mai chúng ta khởi hành tới thiên giới, thực lực ngục giới tuy yếu nhất thôi, thế nhưng luyện khí sĩ ngục giới chúng ta không yếu chút nào. Các vị tiểu hữu, hãy đánh bại cường giả các giới. Mấy người Trung Nhạc nhìn nhau, lúc này mới nhớ ra vị ngục giới giới chủ này tuy cao cao tại thượng, thế nhưng cũng chẳng phải loại hiền lành gì. Không lâu sau, một con thuyền kim bích quy hoàng đi vào truyền thống trận khổng lồ, được dòng lưu quang cuốn đi về phía thiên giới. Con thuyền đi hơn một tháng, cuối cùng tới thiên giới. Phía sau Trung Nhạc là Bạch Tương Hải, Sư Bất Dịch, đột nhiên cảm thấy linh khí bức người, thiên địa linh lực đậm đặc, không khỏi chấn kinh. Ở đây đúng là động thiên phúc địa mà. Sư Bất Dịch lẩm bẩm.
cả thiên giới chỉ có một cái động thiên phúc địa khổng lồ. Canh Vương gia đứng đó không xa, nhàn nhã nói: Đây là đạo nhất luân, đạo nhất bí cảnh, đương nhiên linh khí linh lực cực thịnh. Không chỉ vậy, thiên địa đại đạo cũng đều tề tựu tại đây. Sao? Đạo nhất luân, đạo nhất bí cảnh ư? Mấy người Trung Nhạc chấn động, nghe ý của Canh Vương gia thì lẽ nào thiên giới được hình thành từ đạo nhất bí cảnh của một vị nào đó ở thiên giới hay sao? Nếu như vậy thì không phải các giới khác trong lục đạo giới cũng là nguyên thần bí cảnh của vị nào đó hay sao? Thiên giới là đạo nhất bí cảnh, địa giới là âm dương bí cảnh, thần giới là thần tài bí cảnh, vạn tượng giới là vạn tượng bí cảnh, ngũ hành giới là ngũ hành bí cảnh, ngục giới là huyết mạch bí cảnh hay sao? Còn bàn cổ đạo nhân giữa lục đạo giới là vị bàn cổ đạo nhân đó sao? Điều này quá khó tin thì phải. Có truyền thuyết nói rằng mọi giới trong ba người lục đạo giới thật ra đều là nguyên thần bí cảnh. Canh Vương gia lời nói không kinh người thì không thôi, hắn nhàn nhã nói: Cái gọi là 3000 lục đạo giới thật ra là được hình thành từ nguyên thần bí cảnh của 3000 vị đại thần thông. Chúng ta đều sống trong bí cảnh của những cường giả này. Cái gọi là ngồi dưới đáy giếng nhìn trời, không phải chúng ta là như vậy hay sao? Sao có thể như vậy? Lịch Thiên Hành lẩm bẩm nói: Điều này cũng quá khó tin. Người nào mà có thể diễn hóa ra hàng tỷ vầng mặt trời trong nguyên thần bí cảnh, vô số ngôi sao, còn có vô số sinh linh sinh sống trong đó, thậm chí xây dựng cả thiên đình, thiên cung, giới đế, giới chủ đều chỉ là chăm lo cho sự vận hành của nguyên thần bí cảnh của người đó hay sao? Đó là người ở cấp độ nào đây? Đương nhiên đó chỉ là tin đồn, truyền thuyết, cụ thể thì không ai biết được. Canh Vương gia cười nói: Các ngươi cứ coi như nghe chuyện cười đi, cười cho vui, không cần phải bận tâm tới đâu. Lục đạo giới, ngũ hành giới, vạn tượng giới đã đánh, quan trọng là cường giả ở thần giới, địa giới và thiên giới. Cường giả thiên tài ở nơi này có vô số, không chỉ nghịch khai lục luân, từ nhỏ đã tu hành lục đại luân hồi công pháp rồi, vừa sinh ra đã là linh thể, mà cũng có không ít người có song linh thể. Giả dụ một vị song linh thể nghịch khai lục luân, tu hành cả lục đại luân hồi công pháp thì tương đương với nhạc huynh và dư huynh hợp thể, cực kỳ lợi hại. Đó là cường giả có thể tranh hùng với ta. Mọi người căng thẳng đều có chút nặng nề. Trung Nhạc và Dư Bá Xuyên đều ở đỉnh cao, một luyện khí sĩ tương đương với hai người họ hợp thể sẽ đáng sợ như thế nào? Tuy họ đều là cường giả nổi trội, là tinh anh đứng đầu trong vô số cường giả được tuyển chọn từ ngục giới, nhưng so với luyện khí sĩ ở thiên, địa, thần giới thì vẫn thua kém hơn một bậc. Về tiên thiên đã thua kém rất nhiều. Những người cao cao tại thượng ở thiên giới, địa giới và thần giới có thể hối lộ địa ngục phủ phán, không những chọn cho tử tôn hậu thế của mình có xuất thân tốt mà còn có thể chọn ra linh thể. Chỉ cần đưa ra giá đủ cao, đừng nói linh thể, cho dù là song linh thể cũng làm được. Nếu đưa ra giá lên trời, cho dù là ngũ hành linh thể cũng có thể có. Ở địa ngục đây đã là chuyện ngầm hiểu với nhau, nhưng chỉ e rằng ngũ hành linh thể chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cho dù có hối lộ địa ngục phù phán, ngũ diệu cùng bạo phát là việc cực kỳ hiếm thấy, vài vạn năm cũng chưa thấy một lần. Tương đương với ta và Dư Bá Xuyên hợp thể sao? Thật sự mạnh như vậy sao? Trung Nhạc nghe thấy thế thì tim trùng xuống. Tuy Canh Vương gia không biết tu vi của hắn hiện giờ, nhưng tu vi trước kia của hắn để so sánh cũng là không tầm thường. Thực lực hiện giờ của Trung Nhạc cao hơn trước 3 phần. Thực lực như vậy tuy không dám nói đuổi kịp Canh Vương gia, nhưng cũng không thua kém là bao. Nhưng nếu đối quyết sinh tử với Canh Vương gia thì hắn vẫn không có cơ hội thắng. Giờ cuối cùng cũng sắp gặp cường giả ở tam giới, Trung Nhạc khó tránh được căng thẳng và phấn khích. Gặp mạnh sẽ mạnh, nếu cứ tranh đấu với những luyện khí sĩ yếu hơn mình thì cho dù thắng được người đứng đầu cũng chẳng tiến bộ được. Ngục giới giới chủ lái thuyền vào thiên giới đại lục, mấy người Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền thấy một ngọn núi rất rộng, đỉnh núi còn có một vùng biển lớn, dưới biển còn có đảo và đại lục, trong đó có thần tộc cường đại sinh sống, xây dựng nên cung điện Quần Lạc Huy Hoàng, nhìn từ xa cũng lấp lánh tựa như thần đình. Có nhật nguyệt chuyển động quanh ngọn núi, mặt trời lên mặt trời xuống, tạo nên hệ thống tam tinh địa nhật nguyệt. Trên núi và dưới chân núi là những quốc gia lớn nhỏ, các quốc gia đều có khí thế hùng hồn, quý bái chư thần, sinh linh trong thần quốc cũng là thần tộc, nhưng địa vị thấp hơn nhiều. Có vô cùng vô tận những ngọn núi tương tự như vậy, hầu như ngọn núi nào cũng có thần tộc hoặc ma tộc cường đại. Có ngọn núi thậm chí
còn không chỉ có một mà có tới vài vòng mặt trời hoặc mặt trăng quay quanh thần sơn. Khí tượng của thiên giới đúng là hoành tráng phi phàm mà. Trung Nhạc tâm thần chấn động, nhìn những ngọn thần sơn còn lớn hơn cả tinh cầu, không khỏi cảm khái. Hắn đi ra từ một nơi nhỏ bé, nào đã được thấy được cảnh tượng như thế này đâu. Con thuyền tiến về Vi Hư Thiên Thánh Cảnh, đó là một đại thánh cảnh gần với thiên đình. Huyết mạch giới đế tập trung ở đây. Lần tỉ thí giữa các luyện khí sĩ ở lục giới lần này được tổ chức tại đây. Giới đế và giới chủ của các giới cùng với thiên vương, thần hoàng, ma hoàng đều tới quan chiến. Tới Vi Hư Thiên Thánh Cảnh, chỉ thấy mây trời mù mịt, thiên địa đại đạo cũng đậm đặc hơn những nơi khác nhiều. Thiên địa linh khí, linh lực còn thuần tịnh tới mức tạo thành từng có mây mù, gần như ngưng tụ thành nước vậy. Tu luyện ở đây thì lợn cũng thành thần thôi. Bạch Thương Hải không kìm được cảm khái. Trên thuyền có mấy trăm thần ma, nghe hắn nói vậy cũng giận dữ nhìn hắn. Bạch Thương Hải vội rụt cổ, không dám nói thêm. Sư Bất Dịch khẽ nói: "Tiểu quỷ Bạch Trạch Thị này, nếu ngươi nói trước mặt thần ma thiên giới như vậy thì chắc chắn sẽ bị đánh chết đấy." Hồ Tam Ông bên cạnh Lục Đạo lão nhân gật đầu như giã tỏi, vô cùng tán đồng. Cuối cùng, con thuyền cũng vào bên trong giữa quần thể kiến trúc tựa thiên cung, từ từ đáp xuống. Lập tức có một vị cao lớn ra đón, hắn cười ha hả: "Pháp giới chủ, lâu rồi không gặp, giới đế lệnh cho ta ra đón, mời vào trong, mời vào trong." "Ồ, Viên Sơn Thần Hoàng, khách khí rồi." Ngục giới giới chủ Pháp Triệu Chân xuống khỏi thuyền thi lễ với vị kia, rồi có mấy vị thần nữ tiến lại mời bọn Trung Nhạc, Canh Vương gia xuống thuyền, dẫn mọi người vào nghỉ trong cung điện. "Các ngươi cách thiên giới khá xa, luyện khí sĩ của các giới khác đều đã tới rồi, chỉ đợi các ngươi nữa thôi." Viên Sơn Thần Hoàng nhìn mấy người Trung Nhạc khen ngợi: Đều là thiếu niên tuấn kiệt, lần này chắc chắn sẽ là trận long tranh hổ đấu, sẽ vô cùng đặc sắc đấy." Ngục giới giới chủ cười mà như không cười, cảm thấy có chút chột dạ với lời khen đấy. Dù sao trong lục đạo giới thì ngục giới cũng xếp sau cùng. Lần này đừng nói là chiến thắng các luyện khí sĩ của thiên địa thần giới, nếu thắng được vạn tượng ngũ hành giới thôi thì hắn cũng sẽ thắp nhang bái tạ tổ tiên. "Sao, luyện khí sĩ ngục giới tới rồi sao? Dám hỏi Canh Vương gia từng tranh đoạt đế vị với giới đế đã tới chưa vậy?" Đột nhiên có một giọng nói trầm nặng vọng lại. Mấy người Trung Nhạc quay sang nhìn thì thấy đông đảo luyện khí sĩ từ đầu kia của con đường tiến lại, dẫn đầu là một vị thần hoàng, đón một vị giới chủ khác không biết là của giới nào. Người lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi, hiên ngang cao giọng nói: "Vị nào là Canh Vương gia vậy? Ta đã nghe đại danh của Canh Vương gia từ lâu mà chưa được gặp, cũng chưa được thấy cảnh tượng tranh hùng của Canh Vương gia với giới đế, trong lòng vô cùng nuối tiếc cả." Canh Vương gia vui vẻ đứng ra cười nói: "Chính là tại hạ, dám hỏi về xưng hô như thế nào với huynh đài đây." Hắn thầm thấy tự đắc, quay lại nhìn Trung Nhạc nghĩ bụng: "Ta muốn thu phục ngươi, nhưng ngươi liên tiếp cản trở, làm ta rơi vào trong phải bái ngươi làm huynh trưởng, ngươi nào biết danh tính của ta như thế nào?" Vị nam tử kia cũng tiến lên cười nói: "Tại hạ thiên giới Vũ Dương Sinh, chẳng có tên tuổi gì cả, nghe nói Canh Vương gia từng tranh đế vị với giới đế, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ nên muốn so tài với Vương gia một chút thôi. Chọn ngày không bằng gặp mặt, nay được gặp Dương gia ở đây, chi bằng chúng ta đấu một trận thư hùng tại đây." Hắn vừa dứt lời, thân hình bay lên cao một bước, đã vượt qua con đường tới đầu bên kia, đứng trước mặt Canh Vương gia. Một trưởng tung ra, lục đạo cùng xuất hiện, tạo thành sáu quầng sáng trong lòng bàn tay của hắn. Một cái lục đạo luân hồi đại đạo tựa như dòng lao ra, xuyên qua lục đạo trong lòng bàn tay của hắn, đánh về phía Canh Vương gia. Một trưởng bất ngờ bá đạo mạnh mẽ, trưởng phong kiếp trời khiếp đất rung chuyển, xung quanh vốn dĩ có thần ma đi lại bị trưởng phong đánh bay bốn phương tám hướng, đập vào các tòa cung điện quanh đó. Đám người Trung Nhạc, Lịch Thiên Hành mấy người nhìn cảnh đó, sắc mặt lập tức vô cùng nặng nề. Hùng hồn, phải nói pháp lực cực kỳ hùng hồn. Nam tử trẻ tuổi này tuy là thông thần cảnh, thế nhưng pháp lực thâm hậu đáng sợ, cho dù là trong thần minh cũng rất hiếm có. Hơn nữa rõ ràng hắn tu luyện một môn lục đại luân hồi công pháp, tại thông thần cảnh cũng luyện được một luân hồi đại đạo hoàn chỉnh, khiến đòn này của hắn cực kỳ bá đạo. Thực lực của hắn có lẽ không thua kém Canh Vương gia là bao. Trung Nhạc hít một hơi sâu thầm nghĩ. Nụ cười trên mặt Canh Vương gia còn chưa tan đi, công kích của nam tử kia đã tới trước mặt. Canh Vương gia vội vàng điều động pháp lực, lật tay đón tới. Oanh một tiếng nổ lớn, cửa sổ cung điện hai bên đường nổ tung, song khí hoành tả bốn phương tám hướng.
Canh Vương gia hự một tiếng lùi về phía sau. Hắn không kịp trở tay, một thân tu vi thần thông căn bản không kịp điều động hết. Tên Vũ Dương Sinh này có chuẩn bị mà tới, khiến Canh Vương gia bị rơi vào thế bị động. Nhưng tu vi của hắn rất hùng hậu, hơn nữa tinh hà linh thể có hàng vạn loại năng lượng khác nhau, chỉ cần một chiêu là hắn có thể nắm được sức mạnh của Vũ Dương Sinh, tìm nhược điểm của hắn mà tấn công. Vũ Dương Sinh một chưởng đánh tới, lại là lục đạo luân hồi chuyển động trong lòng bàn tay, một đường đồ đằng đại đạo xuyên qua lục đạo oanh kích tới, giống như phượng hoàng tấn công. Hắn đã đổi lại một loại đại đạo khác, hắn đã tu thành hai loại đại đạo. Canh Vương gia lại đỡ một chưởng, hự một tiếng lùi về phía sau. Vũ Dương Sinh sau hai chưởng thì tu tay về, đứng thẳng, lộ ra vẻ thất vọng, lắc lắc đầu. Ngươi chỉ là hạng ba, hai chưởng của ta cũng không đỡ được, mà cũng xứng danh tranh giành với giới chủ sao? Ngươi thật khiến ta quá thất vọng. Ta vốn tưởng ngươi là cao thủ, giờ xem ra chỉ là hư danh, chỉ sợ hơi giới đế mà thôi. Canh Vương gia mặt đỏ phừng phừng, trong lòng đại nộ, quay lại nhìn Pháp Thiệu Chân. Pháp Thiệu Chân nhíu mày, nhìn vị giới chủ ở đầu kia trầm giọng nói: Hoa giới chủ, nói vậy là có ý gì? Vị thiên giới giới chủ kia cười ha hả: Tiểu hai tứ chơi một chút sợ gì chứ, sớm muộn gì họ cũng gặp nhau trên chiến trường, giờ cũng chỉ là xem bản lĩnh đối phương một chút mà thôi, pháp giới chủ không cần phải để bụng. Vị luyện khí sĩ dưới trướng hắn cười khẩy nói: Ngục giới quá yếu, ngay cả Canh Vương gia đại danh đình đỉnh cũng chẳng qua chỉ là hạng ba, ngay cả hai chiêu của Vũ Dương Sinh sư huynh cũng không đỡ được, xem ra chỉ là toàn quân tan rã mà thôi. Canh Vương gia đại nộ, Trung Nhạc đột nhiên tiến lên cười nói: Nhị đệ bình tĩnh đừng nóng vội, ta lấy lại thể diện giúp ngươi.